Duy Mạnh bên vực Trấn Thành bốc lại sự thật về drama Diva gọi Đào vẫn khịa đối phương một câu. Mặc cho drama phát ngôn hào quang rực rỡ vẫn chưa hạ nhiệt, mới đây Trấn Thành lại bất ngờ bị một người tố mượn gần 190 triệu đồng không trả. Là một trong những người phản đối Trấn Thành gay gắt nhất, vừa qua Duy Mạnh gây bất ngờ khi lên tiếng bảo vệ đạo diễn nhà bà nữ. Theo đó, một tài khoản trên mạng xã hội vừa qua đã khiến dư luận bất ngờ khi gọi đích danh Trấn Thành để đòi nợ. Người này cho biết cô đã được nam nghệ sĩ nhắn tin kể chuyện hết hợp đồng với Harry Kwan, cộng thêm công việc đang bất ổn nên khá buồn. Đồng thời, cô gái giấu tên này còn chia sẻ được Trấn Thành rủ tới quán bar chơi cùng mình. Hiền Hồ và một nghệ sĩ tên Lâm được cho là Lê Dương Bảo Lâm. Đáng chú ý là việc cô gái này kể vì tin tưởng nên được Trấn Thành nhờ thanh toán tiền vì phải về trước nên cô vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên, hơn một tuần sau, cô vẫn không nhận được phản hồi của nam nghệ sĩ về khoản tiền trên nên rất bức xúc và đăng đàn tố cáo. Thậm chí, cô còn khẳng định mọi chuyện đã xảy ra là có thật và hoàn toàn chịu tính pháp lý về những phát ngôn của mình. Đây là số tiền mà một mình em gánh, anh T có say quá thì 7 ngày rồi cũng nên tỉnh lại thôi anh ơi. Hiện tại, ai biết anh đang lâm vào khó khăn thiệt, nhưng anh vẫn giàu hơn em nhiều, nên mong mọi việc nên dừng ở đây, đừng để quen biết mà kéo nhau lên tòa, cô gái này chia sẻ trên trang cá nhân. Sự việc nhanh chóng gây chú ý mạnh mẽ bởi cộng đồng mạng và tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Người thì lên án nam nghệ sĩ sống buông thả và vô trách nhiệm, nhưng không ít người lại tỏ vẻ nghi ngờ về những điều mà cô chia sẻ. Là một trong những người phản đối gay gắt phát ngôn trước đó của Trấn Thành nhất, ca sĩ Duy Mạnh cũng gây chú ý khi có phát ngôn chia sẻ quan điểm của mình về sự việc trên. Cụ thể, khi được một người hâm mộ hỏi, chú Mạnh đã biết gì chưa, kèm theo đó là ảnh chụp lại bài tố cáo Trấn Thành. Duy Mạnh đã trả lời, cái này chưa chắc đúng, nhiều đứa nó lập tài khoản ảo để tạo drama đó. Câu trả lời này của Duy Mạnh đã khiến không ít người phải ngạc nhiên, nhưng có thể thấy Duy Mạnh vẫn luôn đứng trên lập trường khách quan, không mù quáng chỉ trích người khác vì tin đồn thiếu căn cứ. Bên cạnh những phát ngôn về Trấn Thành, mới đây Thợ Hát còn gây chú ý khi gợi nhắc lại sự kiện từ thiện mùa bão ở miền Trung gây tranh cãi một thời. Theo đó, nam ca sĩ Kiếp Đỏ Đen đã chia sẻ lại một tiểu phẩm hài mà trong đó các nhân vật bàn luận về nghề kiếm nhiều tiền vừa nhanh vừa nhàn vừa oi. Ở cuối video này, một nhân vật đưa ra quyết định sẽ làm nghề từ thiện, gợi nhắc đến những tranh cãi làm từ thiện thời gian trước. Ngoài ra, Duy Mạnh cũng chia sẻ lại bài do anh sáng tác là Tôi không sao kê đâu lên trang cá nhân sau đó. Được biết, Trấn Thành cũng từng bị nhắc tên trong ồn ào từ thiện bởi anh không trực tiếp thực hiện mà phải chuyển tiền nhờ người này người kia. Anh là nghệ sĩ đầu tiên tung ảnh chụp sau kê ngân hàng hơn 1.000 trang để chứng minh số tiền 9,6 tỷ đồng quyên góp được vào năm trước đó. Đạo diễn nhà bà nữ cũng phản bác tin đồn tài khoản anh vẫn tiếp tục nhận số tiền lên đến 120 tỷ đồng. Trấn Thành cho biết sao kê sẽ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là quá trình từ thiện từ 15 tháng 10 đến 21 tháng 12 năm 2020 với tổng số tiền ghi có hơn 9,6 tỷ đồng. Tổng số tiền ghi nợ cũng sắp xỉ. Giai đoạn 2 là từ 22 tháng 12 năm 2020 đến ngày 6 tháng 9 năm 2021, số dư còn hơn 9,5 triệu đồng. Trấn Thành cho biết sau khi hoàn tất việc chuyển tiền cho bà Ngọc Hương, mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, anh hầu như không sử dụng tài khoản này nữa. Sau khi chuyển nốt số tiền vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, anh sẽ khóa vĩnh viễn tài khoản. Trấn Thành thời gian này từng tuyên bố, tôi chọn sao kê là vì muốn gửi đến toàn thể những khán giả đã yêu thương Trấn Thành một câu trả lời thỏa đáng khi đã đặt niềm tin nơi tôi, chứ không theo yêu cầu của một cá nhân nào cả. Anh cũng nói thêm, những ai đã khẳng định trong tài khoản tôi có hơn 120 tỷ trong những ngày qua là những người vu khống. Các bạn đang nợ gia đình chúng tôi một lời xin lỗi.